diện hung thủ sát hại chủ tiệm thuốc tây ở quận Gò Vấp. Ngày 12 tháng 2, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, đã xác định được nghi can sát hại chủ tiệm thuốc tây trên đường Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò Vấp. Theo điều tra bước đầu, khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 2, một phụ nữ qua tiệm thuốc tây trên để mua thuốc. Chờ mãi không thấy ai ra bán, người phụ nữ này nhìn vào trong thì phát hiện chủ tiệm thuốc tây là chị N.T.N.P, 23 tuổi, ngụ quận 8, tử vong với nhiều vết thương khắp người. Nhận được tin báo, Công an Gò Vấp phối hợp phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực, bước đầu công an đã ghi nhận được hình ảnh đối tượng nghi vấn. Được biết, chị P thuê mặt bằng mở tiệm thuốc tây chưa được bao lâu. Người thân cho hay chị P đang dự định ra Tết sẽ tổ chức đám cưới với bạn trai, nhưng không ngờ bị sát hại. We'll be right back.